Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà hiệu bộ cho trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao 142 công dân hoàn thành cách ly y tế. Duy trì và nhân rộng nếp sống văn minh sau dịch COVID-19. 40% sản lượng nhãn tại các hợp tác xã thành phố Hưng Yên đã được ký kết tiêu thụ. Đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh trong thời tiết nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 23 tháng 5, tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà hiệu bộ cho trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Đến dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được sự quan tâm giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hưng Yên 2 đã tài trợ gói an sinh xã hội trị giá 7,4 tỷ đồng, xây dựng khu nhà hiệu bộ 3 tầng kiên cố với tổng diện tích trên 900m². Công trình này sẽ tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất cho ban giám hiệu nhà trường làm việc, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tạo cảnh quan khang trang hiện đại và bề thế của trường có bề dày truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển. Được biết, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên 2 đã tài trợ 19 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 3 trường học gồm trường mầm non, tiểu học thị trấn Yên Mỹ và trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, qua đó thiết thực góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện chung tay vì cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Sáng nay tại cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao 142 công dân trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Ngay sau khi công dân trở về từ sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, Trung đoàn Bộ binh 126 đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiếp nhận 143 công dân trở về lần này từ Canada và Nhật Bản thuộc 27 tỉnh, thành phố trong cả nước và tiến hành cách ly y tế 14 ngày. Các công dân hàng ngày đều được lực lượng y tế thăm khám, theo dõi và tư vấn sức khỏe, công tác phun khử trùng được trung đoàn thực hiện thường xuyên đúng quy định. Các công dân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Tại buổi giao ban, đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã trao quà và giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân, đồng thời yêu cầu các công dân tiếp tục tự cách ly 14 ngày tại gia đình. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đây là một trong những chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp quan trọng nhất của nhà nước ta trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Theo Cục Thuế tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có gần 2.000 doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đã đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay các tổ chức tín dụng trong tỉnh tổng hợp có khoảng 15.245 tỷ đồng dư nợ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với khoảng 545 tỷ đồng dư nợ của 58 khách hàng, miễn giảm lãi suất đối với khoảng 82 tỷ đồng dư nợ của gần 22 khách hàng, cho vay mới trên 4.700 tỷ đồng với 1.676 khách hàng với lãi suất giảm từ 0,5 tới 2%. Trong đó, Agribank tăng mức hỗ trợ giảm lãi suất đối với chương trình tín dụng 100.000 tỷ đồng từ 1% một năm lên tới 2,5% mỗi năm, giúp khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Có 3 cái hình thức để hỗ trợ đối với khách hàng. Thứ nhất là thực hiện cái việc cơ cấu lại nợ trong những cái trường hợp mà khách hàng đề nghị. Cái việc thứ hai là thực hiện cái việc miễn giảm lãi. Và cái việc thứ ba mà chúng tôi thực hiện đó là cái việc cho vay mới với cái lãi suất ưu đãi. Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên cùng với thực hiện giảm lãi suất cho vay lên tới 1,5% mỗi năm cũng đã thực hiện giảm phí dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh những cái giảm lãi suất thì chúng tôi đã giảm phí và miễn phí các cái phí dịch vụ cho khách hàng. Ví dụ chuyển tiền là chúng tôi giảm 50%, mà có những khách hàng là thuộc diện là chúng tôi miễn phí 100% phí chuyển tiền, và các loại phí thanh toán quốc tế và chuyển tiền nước ngoài thì chúng tôi cũng giảm phí từ 2 đến 50% cho khách hàng để hỗ trợ khách hàng. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, toàn ngành ngân hàng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Còn đối với vấn đề an sinh xã hội, tỉnh Hưng Yên đã triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội riêng của tỉnh từ tháng 4 năm 2020
như hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho 3.700 đối tượng người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định 135.000 đồng một tháng cho 15.000 người cao tuổi đủ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, hỗ trợ 30kg gạo mỗi hộ cho 7.500 hộ nghèo bằng 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng khối lượng 225 tấn và 20kg gạo cho các hộ thuộc vùng thiết lập cách ly phòng chống dịch COVID-19. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định hỗ trợ kinh phí cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, trên 21.000 người có công với cách mạng đã được hỗ trợ 1 và 3 tháng với kinh phí trên 31 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí 1 và 3 tháng cho trên 42.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng. Gần 46.000 các đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 1 tháng, 3 tháng với tổng số tiền trên 69 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng hầu như không thể xuất hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bắt đầu xuất hàng trở lại. Theo đó, từ giữa tháng 5 này, khi mà Mỹ và một số nước thuộc khối EU, Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng cho các mặt hàng của Việt Nam vào thị trường của họ, thì các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu những lô hàng đầu tiên sau thời gian gián đoạn, chủ yếu là quần áo, thời trang và hàng bảo hộ lao động. Theo lãnh đạo các doanh nghiệp dệt may, hàng xuất khẩu chủ yếu được gia công từ tháng 2 và tháng 3 năm nay đi theo đường biển. Đồng thời các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu nhập nguyên liệu và hàng phụ kiện may. Toàn tỉnh hiện có trên 70 doanh nghiệp và các tổ hợp dệt may tạo việc làm cho trên 6 vạn lao động, giá trị xuất khẩu mỗi năm đạt khoảng hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, để lùi dịch COVID-19 cũng là lúc mà các hoạt động của xã hội đang trở lại bình thường. Tuy nhiên, có một điều mà đến nay nhiều hủ tục rườm rà, đặc biệt là việc làm cỗ to, thuê rạp tốn kém, ăn uống linh đình trong các đám hiếu hỉ được quy định không thực hiện khi có dịch, thì đến nay vẫn được nhiều người dân ủng hộ và mong muốn tiếp tục duy trì. Còn đây là một nét đẹp cần thực hiện dù dịch đã được khống chế. Chương trình hôm nay sẽ có phần tổng hợp về chủ đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần trình bày của phóng viên Phạm Hà. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Xuân Hùng ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nói đến đi đám, lo tiền mừng, phải ăn cỗ như chả nợ miệng nhau, nhiều người đã cảm thấy ngán ngẩm. Vì vừa tốn kém lại mất thời gian, nhiều đám cỗ tổ chức giữa ngày giữa buổi giống như một cực hình đối với những người được mời. Có đám, riêng tuyển thuê rạp, gia chủ đã mất vài chục triệu đồng. 50 mâm cỗ, thậm chí hàng trăm mâm cỗ khi tổ chức đám hỉ là chuyện rất bình thường. Có những đám hiếu ở nông thôn cũng làm đến 60-70 mâm cỗ. Vì không làm không được, người ta đã đến mừng, đến phúng viếng, không làm cỗ cũng không xong với họ hàng, làng xóm. Phú quý sinh lễ nghĩa, nhà này học nhà kia, không ai bảo ai. Biết là rườm rà, là bất cập, nhưng bỏ đi cũng không phải là dễ. Vì có những thứ đã là phong tục lâu đời. Có những lần tổ chức đám hiếu hỉ là vì gia chủ muốn thể hiện với khách mời, với làng xóm. Thế là dần dà cứ thành những điều ai cũng biết là không phù hợp nhưng chưa thể bỏ ngay được. Không chỉ đám cưới, đến đám giỗ họ, đồng môn, đồng ngũ, đồng niên gặp gỡ nhau. Ít thì vài mâm, nhiều thì đến vài chục mâm. Không chỉ các ngày lễ, ngày Tết mà nhiều tổ hội câu lạc bộ cứ quy định một năm gặp nhau đến vài lần để tụ tập ăn uống. Nhiều vụ tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng, chồng đánh chỉ vợ sau khi ăn cỗ, uống rượu ở các đám hiếu hỉ. Nhờ sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội trong phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đến nay nếp sống văn minh đã đi vào nề nếp. Việc hiếu, việc hỉ ở nhiều địa phương đã có những chuyển biến tích cực, theo hướng văn minh, gọn nhẹ, tiết kiệm mà vẫn giữ được thuần phong mỹ tục, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và quyết tâm duy trì ngay cả sau khi đã hết dịch. Trước đây, mỗi khi có việc hiếu hay việc hỉ, các hộ dân trên địa bàn thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đều thực hiện nghi lễ rườm rà, cỗ bàn linh đình, gây tốn kém tiền của, thời gian của cả gia đình có việc lẫn người được mời tham dự. Tuy nhiên, kể từ khi cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã đi vào nề nếp. Đến nay, dù hết thời gian cách ly xã hội, nhưng cả 4 đám hiếu và 1 đám hỉ vẫn được tổ chức gọn nhẹ, không bắt giạp, không cỗ to mời khách. Có được kết quả trên là do chi bộ thôn Đa Lộc đã ban hành nghị quyết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong đó đảng viên là những người gương mẫu đi đầu thực hiện để nhân dân học tập làm theo. Ủy đảng chúng tôi cũng nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi đã xây dựng một cái nghị quyết chuyên đề
toàn thể nhân dân nhìn thấy cái sự việc giảm tiện được như này là rất tốt cho mọi người, nên là được mọi người dân rất là trong thôn rất là đồng tình. Vợ của đứa cháu này nó qua đời, trực tiếp tôi bàn với cháu thực hiện theo vấn đề nếp sống mới, đề nghị với lại nhân dân và trong họ là đến phúng viếng bằng hương hoa, đưa cháu đi để hỏa táng để đảm bảo vấn đề là môi trường. Dù dịch COVID-19 đã được khống chế trong cộng đồng, song nếp sống văn minh vẫn được ba thôn của xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ duy trì và thực hiện. Chỉ cách đây một tuần, gia đình ông Phạm Văn Thể, thôn Bái Khê chỉ làm một mâm cơm cúng gia tiên khi mẹ ông qua đời. Hay dù ngày cưới của các con đã được ấn định, gia đình dự kiến làm hàng trăm mâm cỗ, nhưng khi được chính quyền địa phương vận động thực hiện nếp sống văn minh, gia đình anh Phong và chị Dương, thôn Đặng Xá đã vui vẻ cho các con đi đăng ký kết hôn, lùi lại đám cưới và sẽ chỉ tổ chức báo hỷ gọn nhẹ. Theo cái phong tục mẹ nhà tôi mà quất đấy làm vài chục mâm, nhưng mà theo nếp sống mới bây giờ thì gia đình không tổ chức cỗ bạc, giảm chi phí này và nó đỡ phiền hà cho tất cả những người phục vụ. Không có trước các bàn gì mà chỉ có nói chuyện hai bên gia đình và công nhận và đăng ký kết hôn với các cháu thôi. Gói gọn thì nó giảm tiện được thời gian và giảm tiện được mọi thứ. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái theo cái hương ước quý ước trong cái việc hiếu được hỷ, cũng như là thực hiện cái việc thay đổi cái hình thức an táng đối với người chết, cũng rất là khuyến khích các hộ dân tới đây mà gia đình có công việc hiếu hay hỷ thì cũng lên học tập cái nếp sống văn minh để giảm tiện. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là về thời gian cho bản thân gia đình nhà mình và cũng như là hàng xóm láng giềng. Hết thời gian cách ly xã hội, cuộc sống của nhân dân đã trở lại ổn định. Tuy nhiên, nếp nghĩ và phong tục tập quán của đại bộ phận nhân dân đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Toàn tỉnh đã có hàng trăm đám hiếu, đám hỷ được tổ chức theo nếp sống văn minh, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và mong muốn duy trì để xóa bỏ hủ tục lạc hậu trước đây. Những chuyển biến trong thực hiện việc hiếu hỷ, các lễ hội trong thời gian qua không chỉ là một trong những giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh COVID-19, mà còn mở ra cơ hội lan tỏa phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong toàn xã hội. Lễ hội cưới xin ma chay là những hình thức lễ nghi, phong tục tập quán tín ngưỡng hình thành từ đời này sang đời khác, thể hiện tâm tư, tình cảm của mỗi con người. Tất cả đều đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam, do đó để thay đổi không hề dễ dàng. Từ thực tiễn trong quá trình phòng chống dịch COVID-19 cho thấy, muốn xây dựng nếp sống văn minh văn hóa, điều quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người dân. Do đó, vai trò của công tác tuyên truyền, dân vận là rất quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể xã hội. Xây dựng nếp sống văn hóa, từ bỏ những hủ tục rườm rà, không phải là chuyện của một cá nhân, một gia đình, mà là của toàn xã hội. Những năm qua, Đảng, Chính phủ đã có nhiều văn bản pháp luật về đẩy mạnh nếp sống văn minh, cụ thể trong việc cưới, việc tang. Tiêu biểu như chỉ thị số 27 CTTU năm 1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị số 05 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Hưng Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký ban hành chỉ thị số 07 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nội dung này đã được đưa ra bàn luận trong rất nhiều cuộc họp của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, để thực sự tạo sự chuyển biến trong cộng đồng thì cần cả một quá trình lâu dài bền bỉ. Chính quyền và mặt trận các đoàn thể là phải tiếp tục tuyên truyền vận động cái việc cho người dân phải đưa nghị quyết ra, nghị quyết chuyên đề về cái việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Với cái trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này thì thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy và đặc biệt là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành các cái văn bản để chúng ta vừa chỉ đạo triển khai thực hiện các cái văn bản đã có và cũng đề xuất ra những cái chỉ đạo mới để làm sao đến cái nội dung này của trên địa bàn tỉnh chúng ta nó được tốt hơn, đưa các cái nội dung này vào các cái quy chế, quy ước của cộng đồng, rồi gắn cái việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với cái việc bình xét trong cái việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, của cán bộ hàng năm, rồi gắn với cái việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, rồi khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm và sự vào cuộc của toàn xã hội, dịch COVID-19 đã lắng xuống. Nhưng làm sao để đẩy lùi được những hủ tục rườm rà trong tổ chức việc hiếu, việc hỷ, đặc biệt là hạn chế việc làm cỗ to, linh đình, ăn nhiều ngày và có tính chất thương mại hóa, lại cần một sự quyết tâm vào cuộc nữa. Tuy nhiên, đa số cán bộ và nhân dân rất đồng thuận với vấn đề này. Hy vọng đây sẽ là một bước tiến mới trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Phần trình bày của tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin mời anh Xuân Hùng tiếp tục chương trình thời sự. Xin cảm ơn chị Phạm Hà. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức đánh giá kết quả trình diễn giống lúa BQ tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cử nhằm có cơ sở thực tế trước khi đề xuất giống vào cơ cấu các vụ sau. Mô hình giống lúa BQ tại xã Nhật Quang được gieo cấy thử nghiệm với quy mô 3 ha, giống đối chứng là giống lúa Khang Dân 78. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các hộ dân tham gia mô hình, giống lúa BQ là giống sinh trưởng và phát triển tốt, lá màu xanh đậm, đẻ nhánh tập trung, số rành hữu hiệu cao, khả năng chống đổ tốt. Độ chống chịu với sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh khá, bông lúa to, hạt dài, xếp xít, tỷ lệ hạt chắc, năng suất cao, dự kiến đạt 70,1 tạ một hecta. Đây cũng là giống lúa dễ thâm canh, phù hợp với điều kiện canh tác và có khả năng thích ứng rộng tại tỉnh Hưng Yên. Những năm gần đây, nhờ tích cực sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp, nâng cao chất lượng nhãn nên thị trường tiêu thụ nhãn của nhiều hợp tác xã ở thành phố Hưng Yên được mở rộng. Hiện giá nhãn chín sớm đang ở mức cao đạt từ 30 đến 60 nghìn đồng một kg. Toàn thành phố có 9 hợp tác xã nhãn sản xuất với diện tích trên 300 ha, như hợp tác xã nhãn lồng Đễ Châu, hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, hợp tác xã nhãn lồng Phương Thượng. Trong đó có tới 90% diện tích được sản xuất nhãn an toàn theo quy trình Việt Gáp, được kiểm soát chặt chẽ các khâu chăm sóc, sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc như đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng phương pháp, tăng cường bón phân hữu cơ. Nhờ sản xuất an toàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thương hiệu nhãn của các hợp tác xã ngày càng được khẳng định. Vụ này, 40% diện tích nhãn của các hợp tác xã đã ký hợp đồng với đầu mối doanh nghiệp, cơ sở thu mua hoa quả sạch để bao tiêu nhãn. Ước tính năm nay, sản lượng nhãn của các hợp tác xã ước đạt 3.300 tấn. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ chăn nuôi tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi đã chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại xa khu dân cư, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Trước năm 2014, từ chỗ chỉ có một vài hộ chăn nuôi xa khu dân cư, đến nay xã đã có trên 30 hộ thực hiện với tổng diện tích gần 30 ha, chủ yếu là các thành viên trong hợp tác xã thủy sản Hạ Lễ và hợp tác xã chăn nuôi Hạ Lễ. Được biết, khoảng cách tối thiểu từ các khu chăn nuôi tập trung đến khu dân cư là gần 1.000 mét. Do kiểm soát tốt dịch bệnh nên năm 2019, trong khi nhiều hộ nuôi có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, thì một số trang trại của hợp tác xã chăn nuôi Hạ Lễ đã thoát được dịch bệnh. Các khu chăn nuôi tập trung của xã cũng đang đẩy mạnh phát triển chuỗi sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, giảm khâu trung gian, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Tuyến đường hoa ở thôn Phú Cốc, xã Phạm Ngũ Lão từng được coi là đường hoa kiểu mẫu của huyện Kim Động. Tuy nhiên hiện nay, tuyến đường này đã biến thành con đường rác. Những bông hoa rực rỡ sắc màu trước kia đã không còn, thay vào đó là những bao rác vứt ngổn ngang ra đường. Đây đã trở thành nơi tập kết rác thải, là nơi xả rác của một bộ phận người dân thiếu ý thức. Mô hình đường hoa do chi hội phụ nữ thôn Phú Cốc trồng và chăm sóc với mục đích làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân bằng việc không xả rác thải ra hai bên đường. Thế nhưng nhìn vào đống rác thải bừa bãi như thế này thì mục đích tốt đẹp đó đã không đạt được. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết nắng nóng, các em học sinh là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều. Song các nhà trường và các gia đình đã có nhiều biện pháp để làm sao các em vẫn đi học mà đảm bảo sức khỏe. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời điểm con em trở lại trường học tập, thời tiết nắng nóng kéo dài. Từ đầu tháng 5, Hội cha mẹ học sinh của 5 lớp trường tiểu học Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã tự đóng góp kinh phí mua và lắp đặt điều hòa mỗi phòng học 2 chiếc. Đối với những lớp học còn lại, trong thời gian nghỉ dịch, nhà trường đã chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo hệ thống quạt mát hoạt động tốt. Còn đảm bảo sức khỏe cho học sinh thì chúng tôi hoàn toàn cho học sinh đi học vào buổi sáng hàng tuần. Tại trường mầm non Lệ Xá, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, có thêm 5 chiếc điều hòa được lắp đặt khi đón trẻ trở lại trường. Bên cạnh đó, các lớp không có điều hòa, thầy cô cũng mở cửa để lớp học thông thoáng, kèm có quạt máy, đảm bảo nhiệt độ phòng học. Đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời, nhắc nhở phụ huynh chú ý mặc đồ thoáng mát cho trẻ đội mũ khi đi ra nắng, cho trẻ ăn uống đầy đủ chất như rau xanh, củ quả, thịt cá trứng. Khuyến khích trẻ uống nhiều sữa tươi, nước trái cây, nước khoáng.
ban giám hiệu nhà trường lên cái kế hoạch mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất mà làm sao cho các cháu đến trường được đảm bảo mát mẻ. Về công tác bán trú thì chúng tôi cũng thay đổi thực đơn để tăng cường các cái món canh, tăng cường phối hợp với lại phụ huynh học sinh trong cái thời gian mà đưa đón trẻ. Thay mặt phụ huynh hội học sinh rất an tâm về công tác tổ chức và công tác đảm bảo cho các cháu là ăn học tin tưởng vào trong công tác giáo dục và chuẩn bị của nhà trường. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, tin tưởng rằng thầy và trò các nhà trường sẽ hoàn thành kế hoạch năm học dù cho điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2020, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù Cừ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động. Các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù Cừ đã phát động phong trào năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt trong đoàn viên công nhân tại các doanh nghiệp, chủ động đề xuất với chủ sử dụng lao động áp dụng các biện pháp và tích cực giám sát việc thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, nâng cao giá trị bữa ăn ca của người lao động từ 15.000 đồng trở lên. Tổ chức thăm hỏi tặng 110 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 13 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, mỗi suất quà trị giá trên 500.000 đồng. Biểu dương 65 công nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, nhân tháng công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng quà cho 50 công nhân tiêu biểu của công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Chính Đạt Việt Nam Hưng Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.